bên kia có hiệu mà bán này. KFC đấy, KFC này ngang nhau. Nó giống nhau à? Giống nhau à? Trước mình đi ăn với Hoàng Minh cũng vậy. Anh em thử đi. Cái này khoai tây chiên à? Thư ăn chưa? Anh ăn đi, cậu quay ăn nước. Thế khát nước chưa? Để bụng thì ăn thịt gà. Đấy, đòi nước nha. Gớm phải đòi nước mặt phải xịt ra. Giống ai biết đòi cái gì là bản xịt ra. Khát anh à? Tháng ngày đi xe như vậy, cứ đòi nước xong rồi không có nước xong rồi phải bắt buộc mang sữa ra cho. Mang đi chơi phải mang nước một chai nước. Nước ngọt cái gì à? Nước ngọt thôi, ăn cái gì cũng phải thanh thôi. Bây giờ nó bảo là đi chơi không mệt mà đi xe mệt lắm. Đừng đi taxi nhá, lúc nó bảo đi chơi nó bảo đừng đi taxi nhá. Đi xe rồi, giờ đi xe rồi, đi xe rồi. Mai về nhà lại buồn ngay mà.